Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi cứu viện Tây Thiên nhé. Hành trình là vượt 20 ải để có thể là sở hữu được quả skin bốn thầy trò đường tăng anh em ơi. Nào, ải tiếp theo hỏa diệm sơn bị chặn. Ok, hỏa diệm sơn bị chặn thì đơn giản, chứ bao giờ ấy xuống này, xuống luôn. Ải 11 này dễ nhỉ, không có vấn đề gì. Tiếp theo là mượn quạt ba tiêu này. Ừ đúng rồi, đang nóng quá, cho xuống luôn này. Ừ, đơn giản. Đấy, bây giờ là ba thầy trò là xuống một lượt luôn. Ok, ải số 13 thu phục ma vương anh em nhé. Thu phục ma vương thì xem nào. Ôi giời, ải này thì cứ phải cho bát giới đi đầu tiên đã. Đó, tiếp theo là đến Wukong này. Xuống em ơi. Tách luôn, xuống luôn. Đấy, ba thầy trò nằm chóng chơ luôn. Ải số 14, quét tháp tái thành. Cái ải này thì anh em thoạt đầu nhìn nó hơi khó tí, nhưng mà anh em ấn vào đây thì sẽ thành dễ luôn. Bởi vì là dung nham hai bên có thể dùng để đánh bại quái, nhớ dùng nhiều chút. Tuy nhiên là cái dung nham bên này anh em này, nên nếu như mà thầy trò đường tăng mà rơi dung nham thì chắc chắn là cũng tử ẹo nốt. Thế cho nên là cứ cho hai ông này xuống trước cái đã. Rồi, ok chưa? Bây giờ là đến ông này. Rồi, đấy, cắt luôn, cho hai con yêu quái này nằm luôn anh em ạ. Thì cái mấu chốt bây giờ lại tiêu diệt nốt con này thôi. Anh em cứ tiêu diệt hết yêu quái đi là được. Ok chưa? Thì bây giờ là anh em để ý này, chỗ của thầy trò đường tăng rơi xuống thì chắc chắn là rơi vào dung nham. Còn hai vị trí này thì không có dung nham đúng không? Thì giờ mình cắt thôi. Đó, anh em thấy không? Thì cắt một phát dây xuống dưới này, thế là ba thầy trò, bốn thầy trò nằm lủng lẳng ở dưới này luôn. Tiếp tục, ải số 15, bảo vật cứu tăng. Ải này thì cũng tương tự như thế, vẫn là dung nham thôi anh em nhá. Thì đây lại tiêu diệt nốt này, rơi vào dung nham, đi luôn. Và tương tự vận dụng với kiến thức đu ngày hôm qua thì mình sẽ cắt hai cái dây này, và trong lúc con khỉ nó rơi xuống thì mình sẽ cho nó rơi vào đúng vị trí an toàn. Ok chưa? Bây giờ cũng tương tự này anh em này, cắt cái dây này. Đấy, bây giờ là phải tiêu diệt con yêu quái này trước, đơn giản luôn. Và bây giờ thì mình cắt sợi dây này thì ba thầy trò đường tăng ở đây cũng sẽ rơi thẳng dưới này thôi, không có vấn đề gì nhá. Tiêu diệt nốt con yêu quái cho nó chất trời rơi này. Đấy, thế là bốn thầy trò lại nằm lủng lẳng ở đây. Thế đơn giản không anh em? Rồi, đấy là phần 2, nó quá là easy luôn đi. Thế mà chả mở luôn 10 ải để mình hướng dẫn anh em một lượt luôn cho nó nhanh. Thế mở 5 ải 1, làm thành ra lại phải 3 phần rồi. Thì thôi, anh em chịu khó chờ sang ngày mai vậy nhá. Chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để xem phần 3. Và cuối cùng là chúng ta có thể lấy được cái skin này anh em nhá.